Em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa theo yêu cầu của một số anh chị có yêu cầu em An quay chi tiết mẫu Mazda 3. Chiếc này của em An là sở hữu sơn màu đỏ 2021 bản 2.0 Luxury form hatchback nha anh chị ạ. Em xe này của em An hiện tại đang đi là 35.000 km. Ở bản này thì sẽ được trang bị sẵn cho anh chị như là hắt kính nha anh chị này. Đấy, và những cái tính năng an toàn hay công nghệ an toàn thì ngập tràn trên mẫu xe này. Ga tự động, vô lăng tích hợp anh chị nhá. Điều hòa auto này, khóa đầy đủ thông minh này. Và gam màu ở bản này sẽ đậm chất thể thao anh chị nhá, với cái gam màu đen kết hợp với những chi tiết màu đỏ, màu đỏ mận anh chị ạ. Em xe này có màn ghế cũng sẽ là màu đỏ anh chị nhá, tạo sự khỏe khoắn thể thao. Auto hold, thắng tay điện tử hay là chế độ sport đầy đủ hết. Ở Mazda 3 form mới này, cá nhân em đánh giá là cảm giác lái rất là nhẹ nhàng mượt mà. Đấy, và đây những chi tiết xe thì còn rất là mới chị nhá. Phiên bản Mazda 3 này, Mazda 3 2.0 nha chị nhá. Ghế nguyên bản này, xe đã trang bị sẵn nốt sàn cho chị rồi. Xe đẹp lắm anh chị ạ, xe đẹp lắm. Về xe thì như em An đã chia sẻ rồi, tất cả những chiếc xe BMW bán ra thì đều có văn bản cam kết chất lượng với anh chị nhá. Tất cả đều có văn bản cam kết chất lượng hết. Anh chị cứ lên xem xe lái thử và mình có quyền mang ra hãng hoặc gara tùy ý mình check cho em An. Keo chỉ là zin tuyệt đối chị nhá, keo chỉ là zin tuyệt đối luôn. Đấy. Đây cho anh chị tham quan hàng ghế sau rồi em An sẽ quay một vòng ngoại thất cho anh chị. Anh chị cứ lên xem xe nhé em An. Thì với chiếc Mazda 3 này thì hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 589 triệu đồng. Giá này thì em An vẫn còn thương lượng, anh chị cứ lên xem xe chắc chắn là em An sẽ để giá tốt. Đặc biệt là với thời điểm này thì thị trường khá là chậm nên em An vẫn sẽ luôn ưu tiên anh chị nhanh gọn nha, thương lượng giá thoải mái luôn. Cửa sổ trời trần sẽ là màu đen nguyên bản anh chị ạ. Đấy, hàng ghế sau đây Mazda 3 thì cũng không phải làm chiếc xe quá rộng nhưng em An thấy rằng nó rất là đủ dùng. Đấy, gia đình nào mình ít người này, trẻ trung thì lấy dòng này thì nó ok. Tiết kiệm nhiên liệu, tính năng an toàn thì cũng đầy đủ hết rồi. Xe thì bao lỗi anh chị nhá, bao lỗi rồi. Đây, anh chị nhìn qua form của chiếc Mazda 3 này này. Đây, form hatchback anh chị nhá, form hatchback. Và đây là bản 2.0 Sport, rất là mạnh, 2.0 Luxury này. Đấy, hắt kính, ghế điện, cửa sổ trời đầy đủ hết. Em này thì bộ mâm này, na răng này thì chúng xem phay mâm nhá chị nhá. Dàn lốp này thì em An quan sát là hiện tại đang có lốp, hai lốp trước đã thay, còn hai lốp sau cho xe. Lốp còn mới anh chị nhá, còn dày. Các góc cảng cũng đẹp đấy chị này. Xe cũ thì tất nhiên là sơn dặm là cái điều rất là khó để tránh được trong quá trình vận hành đúng không chị. Nhưng mà về đâm đụng tai nạn nặng ảnh hưởng đến kết cấu khung xương thì em An bao tuyệt đối chị nhá. Xi nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu. Đấy, và đèn ở đây sẽ được trang bị sẵn cho chị, đèn led này. Mặt ga lăng rất là đẹp thôi chị, cực kỳ trẻ trung này. Hai chân em An thì rất là thích cái form của Mazda 3, rất là trẻ trung hiện đại đúng không ạ. Và cái form thì rất là bền form đúng không anh chị, ngôn ngữ thiết kế nó rất là bền đúng không ạ. Đấy, 589 là mức giá mà em An chưa thương lượng anh chị nhá, chưa thương lượng. Đấy. Hỗ trợ banh thoải mái, hiện tại như mẫu xe này thì vẫn làm banh được nhé anh chị. Nếu mà mình cần góp thì bên em An có thể hỗ trợ cho anh chị góp, và tầm tiền này thì anh chị bỏ ra trước khoảng 250 là anh chị vay rồi. Đấy, các chi tiết ốc chân máy này, hay là những phần xương rằng đầu là nguyên bản nhé, tuyệt đối là không cân đúc. Các chi tiết ốc trục thuộc hay là ốc cabo cũng là zin nhé. Mazda 3 2021 phiên bản 2.0 Suzuki, mức giá hiện tại đang để chị là 589 còn thương lượng. Anh chị lên xem xe thực tế thì có giá thương lượng tốt cho chị nhá. Bên em có thể nhận cáp đổi bù trừ vào xem xe tận nơi, khám phí còn đến tháng 7/2016 đây, tháng 7/2016 chị nhá. Hai lốp sau thì còn treo xe và hai lốp trước thì chủ xe đã thay rồi. Đôi khi thì trong quá trình sử dụng thì chủ xe họ kỹ, họ cẩn thận đấy chị, thì họ vẫn lên, họ vẫn thay bình thường. Quan trọng nhất là cái xe nó đẹp xuất sắc. Đây, nội thất đây chị nhá. Đây, keo chỉ là zin hết anh chị ạ. Em An bao tuyệt đối nha, chị cứ lên xem xe thoải mái đi. Đấy. Ở trên mẫu Mazda 3 này 2021 589. Đấy, khi mà anh chị xem những cái buổi live của em An mà anh chị cần em An quay review chi tiết mẫu xe nào thì anh chị báo em An nhé. Em An sẽ quay chi tiết để gửi tặng tất cả anh chị. Đấy. Ở lượng xe thì rất là nhiều nên là để mà em An quay chi tiết từng mẫu một thì hơi khó. Đấy, nên là khi mà anh chị mà quan tâm mẫu nào thì anh chị cứ báo em An. Em An sẽ gửi tặng, sẽ quay tặng cho chị để chị tham khảo dễ hơn. Alo trực tiếp vào số của em An nhé, 0943444550 hoặc 0968309191. Em An sẽ hỗ trợ cho chị xem xe này, quay chi tiết cho chị cũng như là tư vấn thêm, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ một cái mức giá dành cho anh chị nào nhanh gọn lẹ. Bánh vòng chưa lăn, đồ nghề đầy đủ hết đấy chị nhá. Trên mẫu Mazda 3 này, mức giá nhiên liệu em này thì với bản 2.0 nhưng mà như hãng limit thì nó chỉ dao động khoảng 6 lít, gần 7 lít cho đình kết hợp thôi. Đấy, ông xả kép anh chị ạ. Và ok đúng không ạ? Rồi,
589 triệu đồng là mức giá hiện tại em An đang niêm yết ở trên chiếc Mazda 3 này. Anh chị yêu thích quan tâm mẫu xe này thì alo em An. Một lần cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em An. Xin chào cả anh chị.